Khoảng 8 giờ 50 phút ngày 20 tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân. Tại quán cà phê số 1 đường Đinh Công Tráng thuộc khối 2, phường Quang Trung, thành phố Vinh, xảy ra vụ việc một nam thanh niên sử dụng súng bắn người, gây thương tích cho một người đàn ông sinh năm 1973, trú tại thành phố Vinh, bị thương gãy xương cánh trái. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án. Tiến hành truy xét nhanh, cơ quan công an đã xác định được đối tượng sử dụng súng là Đậu Đức Thuận, sinh năm 1984, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Đến 10 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực trên đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bào, thành phố Vinh, thu giữ một khẩu súng loại súng K59, hai viên đạn và một xe ô tô. Tại cơ quan công an, đối tượng Đậu Đức Thuận khai nhận: "Vào sáng nay tôi có lại quán cà phê Hảo, tôi nhìn thấy Tiến và tôi có bắn, gặp Tiến và tôi bắn một phát, xong rồi tôi có chạy đi một vòng, do mâu thuẫn là việc là tình ái và việc công ty." Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.